Ngủ được không? Sao thấy liêm diêm vậy? Ăn được không? Thưa đại chúng, đây là lần thứ hai chúng ta tụng bản Địa Tạng Sám Pháp. Lẽ ra cái bản này sẽ được in chữ to và hoàn chỉnh, nhưng mà tại vì Pháp Hòa muốn in thành như thế này để mình đọc và chỉnh sửa văn cú. Tại vì khi coi tới coi lui thì có vài chữ Pháp Hòa chưa có in, thì mình sẽ coi lại cái bản chữ Hán. Rồi mình sẽ, tại vì in đây nghĩa là có những từ rất là xưa, quý vị đọc quý vị sẽ không hiểu cái câu đó muốn nói gì. Pháp Hòa đã chỉnh sửa nhiều chữ, đổi chữ lại làm sao cốt cho cái chữ nó dễ dàng để cho đại chúng đọc mà hiểu. Thì hy vọng là quý vị có thể, nếu thích thì có thể xin một bản này về để hành trì. Thích không? À, đi chùa mà không thích. Thưa đại chúng, sám pháp là gì? Sám pháp là nói tắt. Mình nói đủ chữ là phương pháp sám hối, dựa theo kinh Địa Tạng, gọi là Địa Tạng Sám Pháp. Nếu mà sám pháp đó dựa theo kinh Dược Sư thì gọi là Dược Sư Sám Pháp. Nếu đó sám pháp đó mà dựa theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni thì gọi là Đại Bi Sám Pháp. Vậy thì sám pháp không phải của Phật. Sám pháp là do chư tổ soạn, dựa theo một bản kinh, rồi các tổ mới bày tỏ những cái lời sám hối. Như quý vị đọc ở trong sám pháp này, quý vị thấy vậy đó. Mà trong này á, là gọi là 10 cái nhân. Tại vì chúng sanh mình á, huân tập những cái nhân đó. Thí dụ như tham, mình có cái gốc tham, phải không? Nhưng mà rồi đời sống hàng ngày của mình huân thêm nữa, cho nên nó dày lên. Cho nên gọi là tập. Mình ai cũng có cái gốc đó đó. Cái hạt giống sân có không? Nhưng mà nếu mà hàng ngày mình sống, mình gần gũi những người sân, thì cái sân của mình nó tăng trưởng. Nếu mình có si mê mà mình không hiểu biết, nhưng mà nếu mình gần người trí thì cái mê mình từ từ nó sáng ra. Thí dụ hồi xưa mình hiểu lầm đạo Phật nhiều thứ lắm, nhưng mà nhờ mình nghe Pháp cho nên từ từ mình không còn hiểu lầm đạo Phật nữa. Nhưng mà nếu mình gần cái người mà người ta hiểu sai, mà người ta sống mê vậy đó, càng ngày cái mê của mình càng nhiều, cho nên gọi là mê tín. Và cái mê tín mình nó đậm lên. Cho nên người mê mà mình sống gần người trí thì từ từ trí mình sáng. Ông bà mình thường gọi là gần đèn thì sáng, mà gần mực thì đen. Cho nên mình nghe Pháp nhiều chừng nào thì cái trí mình nó sáng ra. Trong kinh Hoa Nghiêm á, Phật gọi là văn Pháp thập ích. Tức là nếu mình nghe Pháp á, thì có 10 cái điều lợi ích. Ở trong kinh Nikaya đó, thì nghe Pháp có 5 điều lợi. Còn trong kinh Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm thì Phật nói nghe Pháp có 10 cái lợi. Ví dụ như mình nghe Pháp xong mình tỏ rõ được những cái điều mình chưa biết, mình vui. Cái đó gọi là hoan hỷ ích. Đó, rồi mình sống, bây giờ mình sống có lợi, mình không có sống hại nữa. Gọi là mình biết chan rãi đến mọi người, mình biết chia sẻ với mọi người, gọi là nhiêu ích. Vì vậy cho nên á, chư tổ á, cũng như mình thôi. Phật cũng giống mình là người phàm, tổ cũng giống mình là người phàm, nhưng mà các ngài gọt bớt cái chất phàm đó để cái chất thánh hiển lên. Phàm là gì? Sống bình thường. Thánh là sống đúng đắn, sống chân chánh, chứ không có gì hết. Cho nên các ngài, mình đi tu, đi vô khóa tu là mình gột cái chất phàm đó. Cho nên ví dụ như là mình đi từ từ, rồi mình nhẹ nhàng, đó là mình bớt đi cái chất đời của mình. Vì vậy Pháp Hòa nhắc, thỉnh thoảng nhắc đại chúng, hồi nãy ví dụ như vị nào chạy rần rần, cái mà nói đi từ từ Thí dụ vậy đó. Pháp Hòa nhớ Ni Sư kể tuần kỳ trước, có một hôm mà Pháp Hòa đi từ từ, cái Ni Sư đi nhanh đó, cái Pháp Hòa đứng bên cái Ni Sư nó thầy đi đi, nó nói dạ không, Pháp Hòa đang đi từ từ để thưởng thức. Cái Ni Sư nghe vậy cái Ni Sư giật mình. Nhưng mà nhiều khi mình nói xong mình, tại vì mình bình thường mình tập vậy. Pháp Hòa thích đi từ ở Tăng Xá đi lên Chánh Điện, và nếu như mà mình không có việc gì thì mình sẽ đi từng bước an lạc. Và cho nên mình làm sao mỗi ngày mình ở trong khóa tu mình tạo được cái lực đó. Người xưa có câu là tâm ư trung, xuất hình ư ngoại. Tâm ư trung nghĩa là trong tâm mình sao, thì xuất hình ư ngoại nghĩa là mình lộ cái tướng mình nó như vậy. Cho nên nhìn tướng biết tâm. Và người tu á, mà nếu mà mình, thí dụ cái người đó hiền lành, cái nó tỏ ra cái nét hiền lành. Người đó dữ dằn, cái nó tỏ ra cái nét dữ dằn. Thế nào cũng lộ à. Mình có đóng kịch sao đi nữa, lát nữa đóng màn lại cái mình cũng lộ ra. Thì có người sẽ đứng bên cánh gà. Ồ, bữa nay tôi thấy rồi. Đêm nay thấy được chân hình. Cho nên mình tu tập mình tỏ ra được cái đạo lực. Lực là gì? Lực là cái sức mạnh. Mà cái sức mạnh đó đó, người ta dùng cái thí dụ người ta dùng cái sức của thân thể để người ta kéo một bao gạo, cái đó gọi là sức lực. Nhưng mà thưa đại chúng, sức lực chỉ là một thôi. Nhưng mà nơi chúng ta mà tu tập nhiều đó thì mình còn nhiều cái lực khác. Mà chính những cái lực này á, nó nói lên được cái sự tu tập của mình. Ví dụ như mình đi an lạc từng bước chân, thấy đi từ từ vậy đó. Mà sao mình đi hoài đi không giống? Tại vì sao? Tại vì nó đâu có tỏa ra từ cái năng lực của mình, mà mình bắt chước người ta, mình đi họ té cái rầm. Người ta đi từ tốn ta không té, mà sao mình đi, sao hồi mình té? Là tại vì nó không tỏa ra được từ cái năng lực của mình. Và cái người mà đi được như vậy là thần túc. Sư ông Làng Mai gọi là an lạc từng bước chân. Từng bước chân tỉnh thức. Từng bước chân tỉnh thức thì từng bước lộ pháp thân. Mình đi như thế nào để nó tỏ được cái an lạc ở nơi mình. Ví dụ như cái người mà ta đói bụng, ta ăn với cái người mà no ăn khác rồi, đúng không? Người mà đói bụng thì ăn sao? Ăn nhanh, ăn ngấu nghiến. Còn người mà no rồi ăn từ từ. Cái trời ơi, tu dữ hay dạ không? Tại tôi no quá. Còn cái người mà người ta đói, người ta no, ta vẫn ăn như vậy. Cho nên ở trong cái sự tu tập á, mình làm sao mình có được cái nội lực. Trước hết á, là mình có được cái chí lực. Chí lực là gì? Là cái ý chí mình á, nó phải có sức mạnh của ý chí. Cho nên mình có một vị Bồ Tát tên là gì? Đại Thế Chí. Đại là lớn, phải không? Đại là lớn, mà thế là cả cái thế gian này. Nó cái ý nói là cái chí này nó lớn, nó trùm khắp. Mà sao Đại Thế Chí không đứng với ai mà đứng với Quan Âm? Tại vì Quan Âm là lòng từ bi. Mà lòng từ bi thì phải có cái chí của cái lòng từ. Còn nếu không thì mình làm hồi, mình muốn thương mà người đó chọc mình ghét riết thôi, khỏi thương nữa. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có nói với một vị Phật tử, trong từ bi có nhẫn nại. Tại vì mình thương người đó, mình nhẫn nại, mình chờ người đó thay đổi. Có không? Có nhiều khi mình thương người đó, mình muốn người đó thay đổi mà người đó chưa thay đổi. Nhưng mình thương quá cho nên mình nhẫn nại. Mình nói sao? Chờ ngày người đó đổi thay. Nhưng mà với điều kiện là mình đừng có thay đổi. Cho nên mình biết rằng, nhưng mà bản thân mình cũng phải tự biết. Mình có một người thương, người đó thương mình lắm, mà người đó đang nhẫn nại chờ mình, chờ đợi ngày mình thay đổi. Thì mình phải biết nơi người đó có một chí lực. Mình tu á, mà mình không có cái chí lực Thí dụ như quý vị, cái chí này là gì? Là cái chí hướng, cái nơi mà mình nhắm tới. Cái nơi mình nhắm tới cho nên gọi là chí hướng. Tại sao mình đọc là chí tâm? Đảnh lễ, đem hết cái tâm của mình chí hướng tới chỗ đó mà đảnh lễ, chứ gọi là chí tâm đảnh lễ. Mình chí tâm đảnh lễ với Phật, mình tu, mình có một cái hướng mình đi tới. Kỳ rồi đưa quý vị đi thăm Đài Quan Âm thì Pháp Hòa cũng có đọc 4 câu thơ mà Pháp Hòa làm trong một ngày mưa, khi mà đi ra đi thiền hành trong một buổi chiều thu mà lúc đó có mưa. Giờ Pháp Hòa mới tự nhiên đi đến Đài Quan Âm, mình chắp tay xá Quan Âm thì mình cảm tác: lại Đức Quan Âm đấng mẹ hiền, trên cao mẹ chứng tấm lòng thiên, quyết đem sức mọn xây nhà đạo, gian khổ lòng con chí vẫn kiên. Cái sức mình thì nhỏ lắm, gọi là sức mọn, nhưng mà chuyện đạo là chuyện lớn, phải không? Nhưng mà mình đem cái sức mọn xây nhà đạo đâu phải dễ. Mình đem một cái thiện lành mà mình muốn thay đổi một con người mà người ta mấy chục năm gọi là sống đời thì đâu phải dễ. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nha. Mình có một cái tật gì đó mấy chục năm rồi mà vô chùa tu ngàn bữa sao đổi nổi. Thôi bây giờ nói mình có một cái tật quẹt phone nè. Ngồi đâu quẹt đó. Hồi đó khều, tại lúc đó chưa có phone. Ngồi gần ai, khỏe không, ăn gì chưa, đi chợ chưa. Hồi chưa có phone là khều. Bây giờ có phone rồi, quẹt. Rốt cuộc mình khều với quẹt không à? Mà vô chùa mà nói cái chuyện khều với quẹt không. Kêu tắt phone là bắt đầu khều nói chuyện. Mới vừa nhắc đại chúng nhớ ăn cơm im lặng. Này gì vậy? Có thấy không? Đó. Mình biết rằng cái đó đâu phải dễ đâu. Đó, Pháp Hòa đưa cái đơn giản vậy thôi. Là mình bây giờ mà không có cái phone thì mình hỏi là mình khịu rồi chứ gì nữa. Mà bây giờ mà hễ mà đưa mình cái phone cái mình quẹt à. Hồi đó không có phone đó, tối nằm xuống cái nói chuyện. Bây giờ có phone rồi, không cần nói với ai nữa hết, riêng một góc trời. Chụp hình, cứ bấm đại đi, tối tôi về lựa. Tối là bắt đầu ngồi lựa xong 5 phút sau là thấy đầy trên thế giới hết. Ẩn gì nổi mà ẩn. Hỏi đi đâu đó, vô Tây Thiên. Làm gì ẩn tu. Mà cả thế giới biết mình đi đâu hết trơn rồi. Mình có chí hướng. Chí hướng của mình là quẹt và bỏ lên. Trời ơi, ăn tô bún cũng bỏ lên. Ăn tô mì cũng bỏ lên. May là Pháp Hòa không có Facebook đó nha. Cho mình có một cái chí hướng mình tu. Cho dù bất cứ một cái khó khăn gì thì cái chí của mình nó phải là như vậy. Cho nên thí dụ cái tâm của mình á, nghĩ đây nghĩ kia, nhìn đó nhìn đây, mà đứng trước Phật thì phải chí tâm đảnh lễ. Tất cả tâm của con bây giờ gom lại, con chỉ chí hướng về đó. Cho nên á, ở trong Phật giáo Việt Nam á, cái nghi thức của mình á, cái nghi thức tụng kinh của mình là trước hết là phải chí tâm đảnh lễ Phật. Tại sao? Tại vì trước hết mình phải đưa tâm mình trở về với Phật, với Pháp, với Tăng. Nhưng mà mới vừa vô mình không có chỗ mình hướng, cho nên mình lấy tượng Phật, hình ảnh của Phật, danh hiệu của Phật để mình đem chí cái tâm mình về đó. Nhưng mà hãy cuối thời kinh á, thì không cần nữa. Tại bây giờ mình nhập kinh rồi, thì cuối cùng của bài kinh là tự quy y Phật, tự trở về thấy Phật ở trong mình. Nhưng mà mới vô chưa được. Cho nên mình mới vào tu cũng vậy, mình nương lắm, nương thầy, nương bạn. Giống như mà mình lại Phật á, mình ngồi lâu quá cái bắt đầu mình đứng dậy, mình lấy hai cái tay mình chống, mình nương, mình đỡ lên. Mình chưa có biết tụng gì hết, nương quyển kinh. Mình niệm Phật chưa có chú tâm lấy sâu chuỗi, nương sâu chuỗi. Thì sâu chuỗi là một phương tiện để mình nương vào đó, để mình chí cái tâm của mình, dứt cái tâm của mình. Thì cái năng lực thứ nhất là chí lực. Chí lực nghĩa là cái năng lực của quyết lòng. Cái lực thứ hai gọi là ý lực. Ở trong kinh nói tâm ý của Bồ Tát đối với chúng sanh chưa độ, nguyện độ. Thí dụ như mình tụng cái bài hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Nếu như mà cho dù hư không có thể tận, nhưng mà nguyện con không cùng. Nhưng mà thật, cái hư không đâu có tận. Nhưng mà giả dụ như hư không có tận, nhưng mà ngã nguyện con không cùng. Còn có một câu nguyện khác: chúng sanh vô tận, phiền não vô tận, nghiệp và chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Ngày nào con còn phiền não, ngày đó con đưa tâm ý con tu. Ôi, sao tu hoài không hết phiền não? Vậy tu tiếp. Tụng kinh mà sao mình vẫn chưa nhất tâm? Tụng tiếp. Đừng có bỏ cuộc. Tại vì mình chưa thuần thôi, chứ không phải là không được. Ví dụ quý vị ngồi thiền 30 phút mà tịnh tâm được 15 phút là mừng rồi. Hồi xưa là full time, loạn tâm, hết nghĩ này tới nghĩ khác. Giờ mình vô ngồi thiền, mình hít thở được mấy hơi, bắt đầu khác nó sanh lên. Nhiều khi ngồi bấm mấy ngày nữa về, quần áo đem mấy bộ. Cho nên có cái lực thứ hai là ý lực. Trong kinh nói tâm ý của Bồ Tát giống như tâm ý của Phật đối với những chúng sanh chưa được độ, đều nguyện độ. Ở trong kinh nói người chưa được giải thoát, thời làm cho được giải thoát. Người chưa an, thời làm cho được an. Người chưa được niết bàn, thời làm cho được niết bàn. Đó là cái ý lực của mình. Ví dụ mình biết trong gia đình mình ai chưa an, mình sẽ ráng tu để mình an người đó. Nói vậy chứ trong gia đình mình đó, không phải người nào cũng giống người nào đâu. Có người họ an được phần này, chưa an được phần kia. Ví dụ như con mình, đứa nào có gia đình rồi thì nó an được cái phần gia đình. Nhưng mà bù lại, có đứa nó còn đi học, có đứa nó mới quen bạn, có đứa nó còn đang ở Việt Nam mới qua, đời sống khó khăn. Vậy đó, mình cũng thế thôi. Cái tâm mình nhiều khi mình an được phần chứ chưa được toàn. Nhưng mà mình tu là để mình an ổn từ từ. Cho nên ví dụ như ngồi thiền, để chúng biết cái thân mình đau, thì mình sửa cái thế ngồi để cho cái thân mình nó nhẹ ra. Cái đó Phật gọi là gì? Biết thân. Rồi cái tâm mình mà nó chạy, mà biết thì gọi là biết tâm. Rồi ai nói cái gì mình nghe, mình cảm nhận, đó gọi là cảm xúc của mình, Phật biết. Phật dạy mình tu để mình làm sao mình biết rõ mọi cái tâm hành nó sinh khởi. Cái năng lực thứ ba đó là hạnh lực. Hạnh lực là gì? Là do cái tinh tấn mà có. Ví dụ như mình nguyện ăn chay là một hạnh nha. Nhưng mà mình phải tinh tấn. Thí dụ mình nguyện ăn tháng ngày thì ráng sao giữ tháng ngày. Mình ăn 2 ngày thì mình giữ 2 ngày. Tụng kinh mỗi ngày 7 giờ tối mình tụng. Nhưng mà Phật dạy hay lắm. Vừa rồi Pháp Hòa đọc một bài kinh mà cái bài kinh đó Pháp Hòa có chia sẻ ở trong chuyến đi Mỹ vừa rồi. Nhưng mà vì một buổi giảng đột xuất cho nên Pháp Hòa nói sơ chứ chưa nói kỹ bài kinh đó. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói sơ đại ý đó. Đức Phật nói cái tâm của mình nó vô thường. Cho nên thí dụ hàng ngày mình làm việc đó, nhưng mà thỉnh thoảng mình thấy không ổn, mình đổi cách khác, miễn sao trong cái phạm vi tu tập. Hôm qua có cái cô Phật tử của nói: Thầy, con ngồi thiền mà sao con buồn ngủ quá. tụng kinh buồn ngủ, ngồi thiền buồn ngủ. Khi mình buồn ngủ rồi thì đâu có làm gì được đâu, phải không? Thành thử ra khi mình buồn ngủ, mình ngồi mình tụng kinh, mình càng tụng mình càng không biết mình tụng gì hết trơn á. Thì mình đổi đi, thay vì vậy mình lại Phật. Đứng lên đứng xuống lại, cho cái thân mình nó cử động thì mình tỉnh. Ở chùa Trúc Lâm là mỗi sáng Chủ nhật là lại Phật. Thay vì lên ngồi tụng thì đại chúng sẽ ngủ, tại vì thức sớm không quen, cho nên bắt lại Phật. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy. Cho nên Phật nói tùy duyên. Không phải bình thường là như vậy, nhưng mà có những ngày mình thay đổi. Để chi? Hầu điều phục. Như nãy cái chân mình đau, mình xả cái chân mình ra, mình đổi cách ngồi. Đó, mình vẫn là ngồi, nhưng bây giờ mình ngồi mình chịu trận, thì bây giờ mình ngồi cách khác. Thì cái đó gọi là cái hạnh, miễn nó vẫn giữ được trong cái sự tinh tấn của mình. Hạnh lực. Cái thứ tư là tàm lực. Mình có hai cái năng lực, một là tàm, hai là tàm quý. Tàm là gì? Tự mình hổ thẹn. Cho nên nó thường thường tụng kinh sám hối là tự mình hổ thẹn không à. Đệ tử chúng con tự biết mình còn này, còn kia, còn đó là tam đó. Mình thể hiện những cái ý nghĩa của chữ tàm qua những lời văn đó. Thường người mà có tàm để làm chi? Để tránh cái tội, xa cái lỗi. Thưa đại chúng, cái gì mình sơ ý mình làm thì gọi là lỗi. Cái gì mình cố ý mình làm thì gọi là tội. Thí dụ mình lỡ mình đi mình đụng người ta, xin lỗi. Nhưng mà cố tình giết người là tội chứ không lỗi nữa. Mình cái tội mà cái lỗi mình không tránh thì cái tội nó sát bên. Cho nên nó có một cái năng lực là tàm lực là gì? Mình luôn luôn mình tàm lực để chi? Để mà mình sanh cái tâm hổ thẹn. Quý vị biết á, buổi chiều mà ăn cơm á, buổi chiều mà ăn cơm á là mình chưa đúng cách. Tại đúng ra là mình ăn ngày ăn cữ thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mình không ăn cữ chiều á thì tối mình đói bụng. Đi lục nồi cũng vậy à. Thôi kệ cho ăn cho rồi để tối khỏi lục. Thì bởi vì cho nên khi mình ăn thêm cái buổi đó là mình biết ngày là mình ăn thêm. Mà ăn thêm á thì sanh tâm tàm quý. Vì vậy cho nên trong chùa thường gọi buổi cơm chiều là gì? Là dược thực. Dược thực là ăn cái món ăn này như là ăn thuốc. Đã là ăn thuốc thì không có khen chê. Mình cứ nghĩ là ăn để no bụng và không có ngon dở trong đó. Và dĩ nhiên người nấu thì người ta cũng sẽ làm cho ngon, nhưng mà chính mình là ăn mà mình khởi cái tâm. Cho nên tàm là vậy đó. Tàm lực là nếu mình có được cái, ví dụ như bây giờ mình làm cái điều đó sai, nhưng mà người đó người ta cố tình người ta che đỡ cho mình, thì lúc nào mình cũng sanh cái tâm khiêm cung và hổ thẹn. Mình không được như vậy, nhưng mà người đó vì tình thương đã nói tốt cho mình, đã che đỡ cho mình, thì tự mình phải phục lỗi và thay đổi cái đó. Thì để làm chi? Nó mới có thể thăng tiến trên đường tu được. Hồi nãy là mình có chí lực nè, ý lực nè, tâm lực nè, hạnh lực nè, tàm lực nè. Tất cả những cái đó nó hỗ trợ cho cái đường tu tập của mình hết. Ví dụ như tu có 4 ngày mà mình ngủ thẳng cẳng hết 3 bữa rồi. Quý vị có nhớ qua kể câu chuyện đó. Ở trong một ngôi chùa mà chuyện này chuyện có thật. Thì hòa thượng ngày nào ngày xuống ăn cơm, ngày cũng thấy ngồi đầy hết hai bên bàn luôn. Mà hãy tới giờ tụng kinh, ngày lên ngày nhìn chánh điện le hoa có mấy móng à. Một hôm nọ ngày đi vô trong cái trai đường, ngày mới nói hồi nãy có mấy Phật tử ở Sài Gòn tới, tại ngài ở ngoài Huế mà. Ngài mới nói hồi nãy có mấy Phật tử ở trong Sài Gòn ra thăm. Mà quý vị hỏi tôi một câu hỏi mà tôi không biết làm sao trả lời. Giờ tôi nói lại cho quý thầy nghe để quý thầy giúp tôi trả lời câu hỏi này coi. Phật tử hỏi tôi là chùa này có bao nhiêu người, tôi không biết làm sao trả lời. Tại vì nếu tôi nói đông thì không đúng. Nếu đông tại sao giờ tụng kinh vắng? Mà nếu tôi nói ít cũng trật, là tại vì giờ ăn sao thấy đủ. Giờ tôi không biết trả lời làm sao, không biết chùa này đông hay chùa này ít. Đâu quý thầy trả lời tôi nghe coi. Ngài nói như vậy xong thì ngày hôm sau chánh điện đầy hết. Vậy thì các thầy đó có cái gì? Làm. Hòa thượng nhắc khéo đó. Tại sao ăn mà đủ, mà tụng kinh lên hành trì, lên ngồi thiền tụng kinh thì thiếu. Cho nên nhiều khi mình làm cái gì, người Việt Nam mình hay nói ăn thiệt mà làm dối. Tức là ăn thì ăn hết mình, ăn sạch tô. Mà làm sơ sơ, làm sương sương. Mà ngay từ khi mình mới bắt đầu mình tu tập mà mình có cái tánh đó rồi là mai mốt mình khó làm đạo lắm. Tại nó thành cái tật rồi. Thưa đại chúng, cái gì cũng vậy hết. Thành có thói quen rồi, rất khó chữa. Cái đó gọi là tật. Phật gọi là tập khí. Thí dụ mình cắm một cây hương, cắm cho ngay. Thôi kệ đi, đại khái đi. Lần nào mà chẳng đại khái. Phải không? Cho nên rốt cuộc rồi là mình sẽ thành một anh hùng của đại khái, gọi là thần điêu đại khái. Thay vì ta thần điêu đại hiệp. Cái gì cũng cứ đại khái. Đâu có được. Có những cái không thể. Đắp y cũng vậy. Đắp cái y lên là y phải ngay thẳng. Thôi đại khái đi, có lên được rồi. Nó ủa quấn gì vậy, mền hay quấn mền hay quấn mùng. Nó có được. Cho nên có những cái tuy nó khó nhưng mà chính cái đó đó nó mới đưa mình vào trong cái khuôn được. Đó là lực. Người ta nhìn cái việc làm của mình, ta thấy có cái lực trong đó không? Cho nên ở trong chùa làm việc gì á, cũng luôn luôn để cái chánh niệm của mình trên đó. Và hễ mà có chánh niệm thì tự động cái đó nó sẽ khác đi. Cái đó gọi là tàm lực. Cái thứ năm gọi là cường lực. Chữ cường là mạnh. Chữ mạnh đây để làm gì? Không phải chống đối ai hết, mà để chịu được những cái chướng duyên. Chịu được những chướng duyên. Ở trong tứ đại thiên vương á, nếu quý vị mà ra đài Quan Âm, quý vị thấy bốn thiên vương. Thì mỗi một vị thiên vương ở trong đó, đó tay cầm những cái pháp khí khác nhau. Thí dụ có một vị thiên vương nắm con rắn. Con rắn là tượng trưng cho gì? Tham, sân. Cho nên mình phải cầm đó để làm gì? Để điều phục. Có vị thiên vương cầm cây dù. Cây dù để chi? Để vươn lên che chở. Có vị thiên vương cầm cái đàn. Đàn để làm gì? Để khải cho nó phát âm. Nhưng mà cái đàn đó nó phải được chỉnh, dây đàn điều hòa thì tiếng nó mới, âm thanh nó mới tốt. Căng quá thì nó sẽ đứt, lỏng quá thì nó không kêu. Quý vị thấy các vị La Hớn mặt mũi tay chân không có bình thường, đúng không? La Hán gì đâu mà chân mày dài, La Hán gì đâu mà lỗ tai dài. Hình thù dĩ hổm. Ngồi đây hình thù cũng dĩ hổm. Người tóc dài, người tóc ngắn, người hổng tóc, người lé que. Phải không? Tánh tình dĩ hổm, thân tướng mình dĩ hổm. Nhưng mà không sao, dưới cái nhìn của cái Đại Thừa thì Bồ Tát La Hán hết. Tại sao mình để mấy tượng La Hán? La Hán là gì? Là những người diệt được những cái phiền não. Chính họ diệt được phiền não cho nên họ sống tự tại. Và mình nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta, nếu không gặp Bồ Tát thì cũng gặp La Hán. Có những người cái cách họ như vậy, cái kiểu cách họ thế kia, nói năng họ thế nọ, nhưng với cái nhìn của cái người có cái cương lực thì chúng ta vượt được những chướng ngại. Đối với bồ chướng ngại, Bồ Tát kiên nhẫn chứ không làm điều gì sai trái. Tu hành đó không có dễ. Từ cái chuyện mà điều chỉnh, điều phục những cái năng lực, năng lượng ở trong người mình, cho đến những cái chuyện mà trái tai gai mắt, đâu phải dễ đâu. Quý vị đến đây chỉ có 4 ngày thôi, vậy mà cũng không tránh khỏi được những điều chướng tai gai mắt. Thì làm sao rồi bây giờ mình bỏ cái chỗ làm của mình nghỉ 4 ngày mình vô chùa để mình nghỉ, mình gặp Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát gì, mà rốt cuộc mình phát hiện ra điều trời ơi, y chang ngoài kia. Và có những người còn hơn như vậy nữa. Không sao hết. Để nó thử được cái năng lực chịu đựng của mình. Cho nên nhẫn, quý vị thấy nhẫn pháp, nhẫn người. Pháp là gì? Là thời tiết, hoàn cảnh. Hồi nãy có một đạo hữu nói Pháp Hòa: trời ơi thầy biết không, phòng 8 người là con phải chờ, con là người đi cuối cùng. Nếu mà mình là người cuối cùng á, là mình sẽ học được cái cách gì? Chiếu đứng. Hôm trước Pháp Hòa đã nói cái chuyện này rồi đó. Nếu mà nói là ai chửi mình mới nín thì kêu là nhẫn, là không phải đâu. Cuộc sống của mình là mình nhẫn trong từng chuyện của cuộc sống đó. Chẳng hạn như mình buồn ngủ quá rồi, mà bây giờ mình cái chỗ đó ông thầy cũng thấy mình ngồi hoài, rồi bữa nay trống ghế cho ông biết mình cúp cua. Trời ơi, ngồi phải chịu trận vậy đó, nhẫn đó. Sáng 5 giờ ra khỏi phòng tới 10 giờ đêm. Thí dụ vậy, nhẫn đó. Hôm trước mà đưa ví dụ, đi trên một đoạn đường mà rất cần đi giải quyết sinh tử, cần xả nước vì thân, không có chỗ đi, chiếu đứng. Cho nên nếu mình nói cho cùng là mình nhẫn bàn bạc trong cuộc sống của mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa làm thị giả là Pháp Hòa nghịch lắm. Mấy thầy là thích ăn rau muống cọng, lặt lá rồi ăn cọng. Pháp Hòa làm thị giả là Hòa nhét ớt vô mấy cọng rau muống hết. Trời ơi, cắn một cái cọng rau vô là cay điếng người mà chịu trấn, bắt ấn rồi. Ngồi đến đó. Hồi xưa mà các vị mà khó đó là khi ăn quá đường là không có đứng lên đứng xuống. Tại vì trong kinh gọi là nhất tọa thực. Một lần ngồi xuống là ăn, đứng dậy là coi như xong bữa ăn. Cho nên trưa là không có đi tới lui là vậy đó. Buổi chiều còn vui gì. Và các vị mà chịu rằng. Hồi đó có một cái thể lệ là cứ hễ nghe chuông là mọi người phải dừng lại hết. Ví dụ như mình đang nói chuyện cái nghe chuông nó dừng lại, đang bưng cái gì nghe chuông dừng lại. Có cái đứa nhỏ nó ăn nhầm trúng trái ớt, nó cay quá, nó vừa đứng dậy nó đi lấy nước qua đánh cái bon. Nó đứng nó chịu trận vậy đó. Nó chịu trận mà nó nghiến răng mình dữ lắm. Tại vì nó biết là mình chọc nó. Cường lực là mình có cái năng lực mạnh để mình có thể chịu được những chứng duyên, trở ngại. Cái thứ 6 là trì lực. Trì lực là gì? Là đối với chúng sanh thọ trì, Bồ Tát có khả năng diễn đạt khai đạo, không hề quên sót. Ngày nào mình cũng tụng á, Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm, duyên may nay được thọ trì. Nhưng mà mình biết rằng trong cuộc sống của mình đâu phải mình chỉ thọ trì Phật Pháp không đâu. Có những cái mình cũng thọ nhiều lắm, mà mình cũng trì nó dữ lắm. Chẳng hạn như người ta nói một câu cái mình thọ xong rồi trì. Trời ơi, 10 năm trước nó chửi tôi. 10 năm rồi mà vẫn nhớ, 20 năm rồi vẫn nhớ, là mình cũng trung thành với cái chuyện đó không? Cho nên đối với Bồ Tát á, khi mình đã thọ trì Phật Pháp á, thì mình sẽ đem cái Phật Pháp đó để mình khai đạo cho người khác, không có quên. Ví dụ như quý vị học cái chữ ái ngữ, thọ trì chữ đó đi. Ngữ là lời nói, ngôn ngữ. Ái là gì? Là dễ chịu. lời nói nghe dễ chịu. Thí dụ vậy, bữa nào mình lỡ mình nói cái gì nữa, không được, phải ái ngữ. Rồi người bạn kia nói lời khó nghe, mình phải ái ngữ. Mình thọ trì cái chữ đó, rồi mình phải ứng dụng cái chữ đó, rồi mình đi truyền đạt cái chữ đó. Ái ngữ. Rồi thí dụ như người ta nói mình khó nghe, phải lắng nghe. Tại vì hạnh lắng nghe là hạnh của Quan Âm. Cho nên tất cả nếu mình nghĩ cho kỹ là mình thọ trì rất là nhiều. Nhưng trì là gì? Trì là giữ, thọ là nhận. Cho nên thí dụ như quý vị hồi nãy quy y á, có một cái phần gọi là thọ giới. Thọ là nhận cái giới đó. Rồi bây giờ về nhà mình phải làm gì? Trì giới. Khi mình đi tu, mình xuất gia đó, sẽ có cái lễ thọ giới, xong rồi thọ y, rồi phải gì? Trì y, tức là giữ cái y đó. Rồi mình nhận cái bình bát gọi là thọ bát. Mỗi lần đi ăn cơm mình cầm bình bát theo gọi là trì bát. Trì là mình hành trì, mình giữ gìn. Thọ là nhận, trì là phải giữ. Cho nên bất cứ cái gì mình cũng có thể thọ. Nhưng mà nếu cái điều đó là Phật Pháp thì mình phải thọ và trì để nó tỏa ra được cái đó. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta thọ trì cái điều không phải Phật Pháp thì mình sẽ thọ trì cái đó, rồi mình tỏa ra cái năng lực tiêu cực. Cho nên mình phải thọ trì Phật Pháp để mình tỏa ra cái năng lực của Phật Pháp. Ví dụ quý vị biết là mấy thầy trong chùa là mỗi khi thỉnh trống bát nhã đó, là các thầy phải thuộc cái bài kệ mới đánh được. Tại mình có hai cái cách đánh. Một là đánh theo kiểu miền Nam, hai là đánh kiểu miền Trung. Và đánh kiểu miền Nam thì dễ lắm, chỉ có một câu thôi: ma ha bát nhã ba la mật, ma ha bát nhã ba la mật. Cứ như vậy mà đánh. Nhưng mà đánh theo kiểu ngoài Trung thì có một bài kệ: bát nhã hội thỉnh Phật thượng đường, bát nhã âm đại chúng đồng văn, phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, nhập bát nhã ba la mật môn. Thì quý vị sẽ nghe cái tiếng trống đó. Nếu mình thuộc cái bài kệ đó, mình nghe cái tiếng trống đó, mình biết đang đánh theo kệ. Ví dụ như bát nhã hội là thùng thùng thùng, mình không biết gì đó, là nghe thùng 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 thôi, mà không chưa nghe thùng lũng. Nhưng mà nếu thuộc kệ, nghe trống mình biết thùng 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 bát nhã hội, thùng 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 bát nhã hội, thùng 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 thỉnh Phật thượng đường. Vậy đó, thùng 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 đại chúng đại bát nhã âm, thùng 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 đại chúng đồng văn. Thí dụ vậy. Cho mình nghe, mình thọ cái bài kệ rồi, cho mình khi nghe cái đó mình trì cái bài kệ đó. Quý vị thuộc kệ nghe chuông chưa? Để mình không thuộc cho nên nghe chuông xong vẫn cứ nói. Còn nếu mình thuộc kệ nghe chuông rồi, nghe tiếng chuông: nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười. Còn nếu mình muốn gọn nữa: lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Thuộc hai câu đó, mỗi lần nghe thỉnh chuông lắng xuống. Hòa thượng Làng Mai dạy là mỗi khi nghe chuông mình phải im lặng trở về với hơi thở, hít thở 3 lần. Cho nên thường thường ở Pháp Hòa hay để ý. Thí dụ như đi trong một cái đạo tràng đại chúng tu học, nghe chuông cái mọi người dừng lại hết. Cái Pháp Hòa hay nhìn coi anh nào thở và anh nào đứng vẫn ngó. Tại anh kia đâu biết làm cái gì, hoặc là anh biết mà anh không thực tập. Còn cái người mà có thực tập là nghe tiếng chuông, người ta nhắm mắt lại, người ta hít thở. Tại vì người ta nghe tiếng chuông là giống như một tiếng nhắc nhở trở lại, mà rất là hay. Thí dụ mọi người đang ồn vậy đó, mà có tiếng chuông thỉnh lên cái mọi người im hết, cái người ta nhận ra được cái không khí tĩnh lặng. Cho nên thường thường đại chúng nhớ, khi mình đi vào trong chánh điện, mình bất cứ ở đâu mà mình đang ồn vậy đó, mà nghe một tiếng chuông á, là không phải người ta biểu làm gì đâu, ta nhắc mình đó là phải trở về sự yên lặng. Thay vì người ta cầm microphone lên, giữ yên lặng, giữ yên lặng. Cái mình nói trời ơi, ông thầy ông biểu giữ yên lặng mà ông la um sùm. Có không? Có một lần đi giảng, đại chúng chắp tay rồi trang nghiêm lắm. Cái lúc mà đi lên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật gì đó không biết nữa, cái thỉnh chuông mà đại chúng không có nghe để nín nữa không. Cái vị MC nói nín rồi la lên như vậy thì nó ồn hơn nãy nữa. Cho nên cũng giống như là một cái người mẹ mà la đứa con vậy, mẹ đã nói với con rồi không bao giờ nói tiếng Anh, ok. Giờ thí dụ, cho nên thay vì người ta nói mình giữ im lặng thì người ta thỉnh một tiếng chuông. Nhưng mà tại vì mình chưa quen, cho nên ở trong đạo tràng có những vị người ta nhắc, người ta làm giám niệm. Cái vị mà nhắc mình đó là giám niệm. Chữ giám là giám sát, niệm đó là sự tịnh, sự nhớ nghĩ, sự chánh niệm của mọi người. Thí dụ như cái vị đó người ta đi ngang phòng buổi tối á, người ta nghe mình vẫn nói chuyện ồn sao giờ chỉ tịnh đó, người ta sẽ gõ cửa mình. Người ta gõ 3 tiếng là người ta nhắc mình đó, là mình nghe ra không thấy ai, ma. Mà nếu mà ma mà biểu mình im lặng là ma cũng có linh đó chứ. Mình biết là cái người giám niệm là người đi ngang phòng, ta nghe mình làm ồn. Có đôi khi á, không có ai đâu, hàng xóm của mình đó, ta ngủ không được, ta qua người ta gõ đó. Thường thường ở trong liêu phòng, các thầy ở gần phòng với nhau, mà tối nào mà thầy nào mà làm ồn đó, thì cái phòng kế bên người ta qua người ta nhắc, bằng cách là người ta gõ trên cái cửa thành, là mình biết là người kế bên nhắc nhở cho mình. Nhiều khi chung một phòng nữa nha, nói nhiều quá ta ngủ không được, cái ta gõ trên cái thành giường á, trời ơi bà mớ. Mớ đâu mà mớ. Người ta nhắc mình đó. Cho nên Pháp Hòa nói vậy để cho đại chúng kinh nghiệm, lỡ nghe ai gõ nó chắc người đó mớ. Cho nên mình trì là mình phải giữ. Bất cứ cái gì mình cũng đều có cái thọ, nhưng mình không trì. Trời ơi, kinh gì cũng xin hết đó, về để đầy tủ luôn, mà chưa bao giờ mở ra. Lên chùa tụng hay quá cho con xin cúng. Tụng chưa? Dạ chưa. Rồi đâu 5-10 năm sau bưng cả thùng lên, con cúng để cho chùa. Nghe cái này quen quen. Chuỗi nào mình cũng có, riết kéo ra cả tủ vậy đó. Mà thấy là cũng phải thỉnh đó. Cho nên á, ở ngoài Bắc á, một vị sa di á, là ngoài cái chuyện thọ y á, còn thọ thêm sâu chuỗi nữa. Ở trong Nam với Huế không có, nhưng mà ngoài Bắc á, là các vị sa di là có thêm sâu chuỗi nữa. Trì, thưa đại chúng nhớ là những cái này là cái lực hết á. Người nào mà có nhớ kinh nhớ pháp nó sẽ tỏ ra. Có những vị người ta nghe pháp người ta hay ghi chép lại, ghi chép những câu hay để làm chi? Khi mà người ta có chuyện gì thì người ta mở cái câu đó ra, người ta nghe lại, ta đọc lại để nhắc mình. Cho nên nó thường thường ở trong chùa, các câu đối, các cái chữ viết treo xung quanh chùa là cũng có cái ý như vậy để nhắc mình. Và mình thọ cái đó, nhưng mình nhiều khi mình quên trì. Cho nên quý vị thấy không, trong chùa ha, trì trai, trì giới, trì y, trì bát, trì kinh đó. Mình thọ kinh, xin kinh vậy là thọ, nhưng mở ra tụng đọc là trì kinh. Nên là thôi xin phép, tới giờ tôi đi trì kinh này. Mình nói tụng kinh cũng được, nhưng mình nói trì kinh cũng được. Trì kinh là gì? Tụng đọc gì cũng được hết, nghĩa là mình giữ gìn cái thời khóa đó của mình. Có những vị người ta đi xa, người ta không tiện tụng. Tụng là phải có âm điệu. Ta lên xe, ta mở kinh, ta trì kinh. Hồi Pháp Hòa đi học high school, trong tập Pháp Hòa lúc nào cũng có cuốn kinh hết đó. Lên xe bus một cái là dở kinh ra. Mà cái quyển kinh mà hồi nhỏ Pháp Hòa mê nhất đó là cuốn kinh Địa Tạng. Pháp Hòa rất là nhớ những cái giây phút mà mình vỡ ra những cái ý nghĩa trong kinh Địa Tạng, toàn là trên những đoạn đường xe bus đi học. Tại vì hồi đó Pháp Hòa đi học là từ ở chùa mà lên tới trường Pháp Hòa là Pháp Hòa phải đi tới 2 chuyến xe bus. Và có những bài kinh mà bây giờ Pháp Hòa thuộc, những bài luật lời của tổ dạy đó, tổ nhất là bài Quy Sơn Cảnh Sách là Pháp Hòa thuộc là trong trên đường đi tới trường đi học. Cứ mở ra: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả dúng duyên nhi cộng thành. Rồi 4 câu đó cất cuốn tập rồi cứ lẩm nhẩm câu đó suốt. Đến khi nào thuộc 4 câu đó thì học 4 câu khác. Và khi thuộc 4 câu sau, mỗi lần đọc là đọc lại từ đầu. Cho nên lúc nào cũng đọc tới đọc lui vậy. Mình có trì là mình sẽ có nhớ. Cho nên buổi tối mình không có tụng được, tại vì người nhà của mình ngủ, hay là mình không có tiện. Thí dụ vậy đi, quý vị mở kinh ra, quý vị ngồi, quý vị đọc, gọi là trì kinh đó. Cái năng lực thứ 7 là tuệ lực. Tuệ lực là gì? Là có trí tuệ quán chiếu các pháp. Hồi sáng này mình đọc kinh soi gương. Kinh soi gương là dịch ra tiếng Việt, còn cái chữ nguyên của nó là tư lượng. Tư lượng là gì? Là tư duy và so sánh. Mình nhìn người kia, tại sao người kia được thương mà mình thì không ai thương? Nó tại vì người đó không bao giờ khen mình mà chê người. Tại vì người đó không bao giờ nổi giận khi được người ta góp ý nhắc nhở. Người đó không bao giờ bắt bẻ trở lại những người đã chỉ cho mình cái lỗi mình đã phạm. Đức Phật nói một ngày, Mục Kiền Liên nói một lô, và vì có những đức tánh đó cho nên người đó được người thương và thích nói chuyện. Mình nhìn người đó mình nói tôi cũng muốn được như vậy. Còn nếu mình nói rằng tại sao người đó không ai ưa, vì người đó lúc nào cũng tự khen mình và chê người, vì người đó lúc nào cũng cáu kỉnh và nói những lời cáu kỉnh, vì người đó như vậy cho nên không ai thích người đó. Nếu mà mình làm y như vậy, mình cũng sẽ được không ai thích. Tư duy so sánh gọi là tư lượng. Và Ngài Mục Kiền Liên nói như một người thanh niên, một thiếu nữ nhìn vào chiếc nước, một bát nước hay một tấm gương và thấy mặt mình dơ, thì người đó sẽ lau cái vết bẩn đó đi. Và nếu như người đó nhìn mà không thấy mặt mình dơ mà mặt mình sạch, thì người đó nói sao? Mặt ta rất sạch. Mà nếu thấy mình dơ thì cũng giống như mình dở đó, thì phải siêng năng, phải tinh tấn đoạn trừ những tâm hành bất thiện. Còn nếu như mà mình thấy mình tốt rồi, đừng có tự mãn, mà phải làm gì? Phải nhắc mình là siêng năng tinh tấn, tiếp tục sống được như vậy. Cho nên trong kinh dạy là không được tự mãn. Tức là mình đừng có bao giờ mình nghĩ vậy là được rồi đó. Tại vì sao? Mình sẽ buông lung. Người có trí tuệ là luôn luôn quán chiếu các pháp dở hay, để làm gì? Để mà người đó vượt tất cả mọi chấp trước. Hồi sáng này mình cũng có đọc kinh Trung Đạo Nhân Duyên. Đức Phật nói người đời có 2 khuynh hướng, một là chấp có, hai là chấp không. Nhưng mà chấp có, chấp không gì cũng khổ hết, phải không? Mà nếu người đó có cái tư duy trung đạo là gì? Middle path. Khi cái khổ nó có điều kiện thì cái khổ nó có mặt. Khi nó điều kiện nó hết thì nó sẽ hết. Tất cả đều là những cái nhân duyên của nó thôi. Cho nên người có trí tuệ là người sống hạnh phúc. Tại vì biết tư duy, biết quán chiếu, biết chấp nhận các pháp như thị, như thị. Có nhiều khi mình dạy con mình từng ly từng tí mà cuối cùng nó không được liên tí gì hết trơn á. Và có nhiều đứa mình bỏ phế, mình không có quan tâm nhiều, nhưng mà nó rất được. Cái đó cái phước đức của nó, và cũng là phước đức của mình. Cho nên mình cố gắng, mình hướng dẫn là một việc. Cho nên quý vị thấy không, Bồ Tát Địa Tạng cũng cực khổ lắm chứ bộ. Dẫn ra khỏi rồi, biểu đừng có đi vào con đường này nữa nghe. Mà ông điên giọng vô ông thấy người đó nữa, đọc kinh Địa Tạng. Dẫn ra rồi, dẫn ra khỏi rồi, mà trước khi từ biệt còn phải nhắc đừng có đi vào con đường này nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục. Tại sao? Tại vì cái nghiệp lực. Cho nên ở trong cái phẩm đầu á, các ngài cũng phải làm việc hết sức để làm cho chúng nó rõ pháp khổ, pháp vui. Pháp khổ là gì? Là khổ đế. Pháp vui là diệt đế hoặc là đạo đế. Vậy cuối cùng kinh Trung Đạo Nhân Duyên Trung kinh có một bài kinh đó, Đức Phật nói Như Lai từ trước đến nay chỉ nói một việc thôi, đó là khổ và con đường diệt khổ. Rồi quý vị nghĩ có phải không? Tất cả những gì mình làm là cũng chỉ muốn làm sao cho chúng ta lắng đi những cái khổ của chính mình thôi. Có mày có nhiều khi cái khổ đâu ai đâu có mắc mơ tới mình, tự mình muốn khổ. Thứ 8 là đức lực. Đức lực là gì? Là Bồ Tát tu hành vô dục, đầy đủ các công đức, xa lìa nhiễm trước. Cái đức á, là cái mà mình không có thấy, mà chính do cái tu á, nó có cái đức. Thí dụ như mình nói là phước đức với công đức. Là phước đức á, là cái mình làm nó hiện ra cái tướng. Thí dụ như mình cho người ta thức ăn, mình dọn dẹp giùm cho người ta, mình chở người ta đi đây đi kia, đó là phước. Nhưng mà cái công đức là do cái cách ứng xử của mình. Mà hai cái đều là đức hết. Có nhiều khi mình cũng là một cách nói, nhưng mình nói người ta không vui. Chờ hôm trước Hòa cũng có nhắc đại chúng là mình vô chùa mình làm công quả đó, đem cái công sức mình ra là một việc rồi, nhưng mà phải ráng làm sao mình tu tập để cho nó thể hiện được cái công phu. Hồi nãy là mình công sức, bên cạnh cái công sức nó có thể hiện được cái công phu, nó nói lên được cái năng lực nội tâm của mình, để mình trọn vẹn cái chữ là công quả. Quả là cái kết quả, mà công này là hai mặt, một là công sức, hai là công phu. Tôi nghe Pháp rất nhiều, thậm chí thầy vừa nói hai ba câu là tôi biết ông muốn nói gì rồi đó. Nhưng mà đụng tới mình không có thay đổi được cái gì hết, thì cái đó nó uổng. Cái thứ 9 gọi là biện lực. Ở trong kinh đó, chư tổ nói có một chữ biện này là gì? Biện tài, biện luận. Người mà có cái biện tài, có cái khả năng mà biện luận đó, người đó có 7 cái khả năng. Thứ nhất gọi là tiệp biện. Tiệp biện là sao? Mau mắn lắm, thông minh lắm, ai hỏi gì nói nấy, không cần chần chờ, không suy nghĩ. Cái gọi là tiệp luận, tiệp biện. Thứ hai gọi là vô đoạn biện. Vô đoạn biện là gì? Nói liên tiếp, hết đoạn này nói tới đoạn khác, hết đoạn này nói điện đoạn khác, mà không có bị vấp ngã, không có bị vấp vướng, gọi là vô đoạn biện. Thứ ba là tấn biện. Tấn biện là gì? Trình bày, ngôn ngữ, lưu loát, làm cho người ta nghe hiểu. Thứ tư là gì? Tùy ứng biện. Nói hợp thời cơ, nói đúng lúc, nói hợp thời cơ, nói biết coi giờ. Nãy giờ em nhìn hoài. Thứ 5 là gì? Gọi là phong nghi vị biện. Phong nghi vị biện là sao? Lý sự. Nói cái tình, cái lý, Nói cái việc đó nghe nó vừa đời vừa đạo, vừa sự vừa lý, vừa tánh vừa tướng, mà người ta nghe mà người ta tiếp nhận dễ, gọi là phong nghi vị biện. Thứ sáu là vô mậu. Vô mậu là gì? Không có lầm lộn. Và thứ bảy là nhất thiết thế gian tối thượng, nghĩa là cái người đó đem được những cái nghĩa huyền diệu mà chia sẻ. Cái đó gọi là bảy cái khả năng biện tài của một người. Mình cũng làm được việc đó. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị học được những cái danh từ Phật học, người ta hỏi mình nói được. Cái đó là cũng là một, tại vì sao? Tại vì mình là Phật tử, mình đi chùa, mình phải biết những cái từ đó. Ví dụ như là mình nói là mình dùng cái từ là mình thắp hương, dân hương, hay là mình nói cúng dường. Đó là những cái từ mà mình dùng mà mình có thể giải thích được cho người ta nghe. Mắc gì cúng dường? Dạ không, cúng là cung cấp, dường là dưỡng nuôi, cung cấp dưỡng nuôi. Nói về cái vật chất thì chúng ta có cung cấp bằng cái hình thức thế này thế kia vật chất, nhưng mà dưỡng nuôi là cái tinh thần, cái ý chí của người đó. Ví dụ như một cái vị đó người ta làm đạo, mình ủng hộ tinh thần, đó cũng là cung cấp dưỡng nuôi vậy. Mình có một lời khen tặng người đó cũng là khen, cung cấp dưỡng nuôi để cho làm chi? Để cái năng lực cái người đó phát triển tốt, nuôi dưỡng họ cái trên cái con đường làm đạo. Cái đó gọi là biện lực. Thường thường quý vị nghe thường là có bốn cái biện tài nè. Thứ nhất là pháp biện tài, thứ hai là nghĩa biện tài, thứ ba là từ biện tài, thứ tư là nhạo thuyết. Bốn cái thường mình nghe nói bốn cái này nhiều hơn là bảy cái, nhưng mà hồi nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ quý vị bảy cái đó, như là tiệp biện nè, vô đoạn nè, tấn biện nè, vân vân. Rồi có những vị mình thấy có những vị rất là giỏi, ai hỏi đâu nói đâu, không cần suy nghĩ, và thậm chí là nói mạch lạc, nói rõ ràng cho người ta nghe, người ta hiểu. Còn từ là gì? Từ là gì? Là từ ngữ địa phương, mình hiểu được, mình nói được. Cái thứ 10 gọi là sắc lực. Sắc lực là gì? Là cái thân tướng đoan nghiêm. Thường thường á, mình đi thỉnh tượng Phật mình cũng lựa tượng đẹp chứ, đúng không? Mình cũng muốn nhìn diện của Phật cho đẹp, tướng Phật cho đẹp, thậm chí tay chân rồi mình nhìn cho nó đều đặn. Nói chung là mình thích cái gì? Cái hình sắc bên ngoài nó cũng có cái khả năng, nó là cái lực để nhiếp hóa. Cho nên á, mình trang nghiêm cái bàn thờ ở nhà mình cũng là một sắc lực. Tại sao? Để người ta nhìn vô, người ta thấy cái sự trang nghiêm, cung kính. Cho nên ở nhà mình cũng vậy, phải thờ cho trang nghiêm. Đừng có sợ là thờ, phải thờ thiệt là nhiều Phật. Một tượng Phật cũng được, mà phải trang nghiêm. Nếu tượng nó chưa được trang nghiêm, mình tìm cái tượng cho trang nghiêm. Mình để bàn thờ mình sao mà ta nhìn vô, ta thấy được cái tâm cung kính của mình đối với Tam Bảo. Ăn thì ăn toàn đồ thiệt, bàn thờ toàn đồ giả. Mãn cầu, chôm chôm, bòn bon, măng cục. Trời ơi, ở nhất là ở xứ Mỹ nghe, trời ơi, ở đâu có trái cây Việt Nam cúng gì? Lỡ rờ, đồ mũ không? Không có, để bàn thờ trống. Trống mà nhìn trang nghiêm. Thắp hương, 1-2 ngày là phải rút chân nhang, cán lư hương cho sạch sẽ, lau chùi cho sạch sẽ. Đừng có sợ dời lư hương, gia đình xào xáo. Ăn đồ xào mỗi ngày, mắc chi sợ xào xáo. Có nhiều người không dám dời cái lư hương, sợ xào xáo gia đình. Cái lư hương nó nằm suốt năm mấy kiếp, vẫn gây lộn mỗi ngày mà. Mình làm sao mà người ta bước vô, người ta nhìn cái bàn thờ Phật. Pháp Hòa rất là phục quý Phật tử ở ngoài Huế nha. Các vị ra ngoài này mà vô nhà quý vị Phật tử Huế là nhà nào Phật trang nghiêm lắm. Mà người Huế có một cái phong cách thờ là tiền Phật hậu linh. Ở trước là thờ Phật, sau là thờ ông bà. Mình nhìn vô cái bàn thờ, mình nói lên được cái tinh thần của Phật tử. Cái đó cũng là sắc lực. Ta nhìn cái lực đó người ta biết. Tại vì mình cứ nhớ là mình thích đẹp, phải không? Con ăn chay đi con. Ăn chay tốt lắm con. Mà xanh dờn, ốm nhách. Sao kêu ta ăn chay được? Ăn chay tốt làm sao, nhìn cho khỏe mạnh làm sao chứ. Nói như vậy cũng có nghĩa là mình phải bồi bổ, không phải vậy. Nhưng mình ăn đúng cách. Mình ăn chay trường mà đâu phải mình ăn chay bò đâu. Lâu lâu mình bò thì cái chuyện nó muốn bò sao bò. Ăn trường là phải ăn đàng hoàng, để cho mình có sức khỏe. Trước hết là mình có sức khỏe để mình tu. Thứ hai là người thân mình không có nóng ruột đau lòng. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa cũng ăn chay cái kiểu đó đó, mà không được ăn chay nữa đó. Tại vì Pháp Hòa nghĩ tu phải khổ hạnh. Trời ơi, ngày nào cũng ăn cơm muối ớt. Ăn riết bệnh một trận quá chừng luôn. Từ đó về sau là không, nhiều nhà không cho ăn nữa. Đức Phật mình nè cũng đi khổ hạnh đó, phải không? Rồi cuối cùng Phật cũng xỉu. Nhờ cô Sujata dân bát sữa Phật mới tỉnh đó. Và trong khi Phật tỉnh như vậy thì có một cái đoàn hát đi ngang, người ta căng dây đàn lên. Thì căng dây đàn quá nó đứt dây đàn. Mà thay dây đàn mà nó lỏng quá không kêu. Phật phát hiện ra một con đường trung đạo. Nếu mà mình tối ngày cứ lo bồi bổ cho sắc thân này, không có giờ tu. Nhưng mà rồi không lo thì nó bệnh lên bệnh xuống. Bác rảnh không bác? Đi bác sĩ con. Sáng đi bác sĩ, chiều đi bác sĩ. Hỏi sao vậy? Bác tu quá con ơi. Tu quá bệnh đâu có được. Chứ mình phải có sắc lực. Hồi nhỏ mà nhớ quý hòa thượng dạy vậy nè. Mấy thầy nào mà muốn đi làm giảng sư, giảng hay là ăn chuyện, phải có tướng nữa. Tại vì quần chúng người ta chưa biết ông thầy đó giảng hay giảng dở, mà ta nhìn ổng là ta khoái cái đá. Hôm nay quý hòa thượng nói, em không có nói à nha. Đó là ý quý hòa thượng dạy là mình phải biết. Cho nên nó tại sao tượng Phật hay là mình làm cái gì mình cũng phải trang trí nó. Ở trong các cái bộ môn, các cái ban ngành trong nhà Phật, trong ban tổ chức của chùa đó, có một cái ban gọi là ban trần thiết. Trần thiết là gì? Nghĩa là ban trang trí. Thường thường ta tổ chức một đại lễ đó, người ta lập ra những cái tiểu ban á. Thí dụ như ban âm thanh ánh sáng, ban vệ sinh, ban y tế, ban nghi lễ, ban gì. Sẽ có một ban gọi là ban trần thiết. Hồi chiều Pháp Hòa nói chú Trung Hải, thầy Trung Chánh chuẩn bị bàn thờ để cúng thí thực. Mấy thầy nghỉ ăn trưa, tại vì phải dạy lớp buổi trưa, rồi phải trang trí cái bàn thờ. Quý vị ra quý vị thấy không? Làm nghiêm trang lắm. Làm xong bỏ hết trơn, mình giọng muốn chết. Nhưng mà mình nhìn vô mình biết là cái tâm có để trong việc đó. Mình xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình múc một dĩa thức ăn lên thôi, mà mình làm cái dĩa nó không gọn, ta nhìn ta cũng đâu có vui, đúng không? Thường mình múc cái dĩa thức ăn ra, mình phải nhìn coi nó có nhiễu nhão gì không, mình lau chùi chứ. Trời ơi, bưng gì lên mà nó dính tùm lum. Cho nên trong chùa dạy á, bưng bất cứ cái gì phải để trên cái mâm, để trên cái khay bưng, chứ không có bưng bằng cái tay. Nhiều khi mình chưa có cắt móng tay. Có cái gì nó dính ở trong á, mà bưng cái tô phở nước lỏng bỏng tay nó nhúng vô đó. Bất cứ mà nó có cái trang trọng, nó có cái ý nghĩa của nó. Một là vệ sinh, hai là nó nói lên cái trang trọng. Để lên cái khay, bưng rồi cái người, thí dụ mình tới đó, thí dụ mình bưng cho quý thầy đi. Bạch thầy, thầy bưng cái tô xuống giùm con. Hoặc là mình nói thầy cho phép con để thức ăn vào, để mấy thầy né qua bên, chứ mình không có để yên đó, mình xà vô mình để. Cái đó là nó nói lên cái uy nghi của mình đó. Cái gì cũng phải để trên dĩa, trên khay, không phải là mình màu me, nhưng mà cái đó là cái sự trang trọng, cái đó là sắc lực. Cái gì cũng vậy hết, cái hình sắc nó vẫn là cái đầu tiên. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm nói chúng sanh mình có hai cái, một là sắc tướng, hai là âm thanh. Người mà người ta đạt đạo á, người ta không có khe cái chuyện đó. Kiến sắc phi can sắc, nhìn sắc tướng không có bị sắc tướng làm mình bị ảnh hưởng, nhưng mình chưa làm được. Bây giờ quý vị tới chùa đây, quý vị tu mà quý vị thấy từ thầy trụ trì xuống tới chú tiểu mà đi cà lơ phất phơ, ăn mặc xốc xếch, thôi tu kiểu này tôi không dám gửi con tôi vô tu. Mình nói ví dụ vậy phải không? Cho nên cái người tu cũng vậy. Mình nói cái chuyện ông thầy mà để tóc cả chùm vậy, cái mình nói sao? Trời, tu gì mà tóc. Mặc dù biết tu là tu cái tâm, cạo cái tâm mới quan trọng, cạo cái đầu đâu có quan trọng, nhưng mà cái đầu tóc tùm lum, ông thầy tu mà tóc tai. Cho nên quý vị nhớ, chỉ có thiếu Lâm Tự trong phim kiếm hiệp mới có mấy ông đại sư râu, còn tu phải cạo râu cạo tóc. Có vị mới hỏi tại sao các thầy bây giờ tu mà cạo tóc mà Đức Phật không chịu cạo? Có bao giờ mình thắc mắc chuyện gì không? Phật tóc tùm lum mà bắt mấy thầy cạo hết trơn. Thật ra Đức Phật cũng cạo tóc, nhưng mà tại vì khi người ta tạc hình tượng Phật, người ta muốn nói lên hết tất cả những nét đẹp của Đức Phật, thì người ta để hết những cái gì mà có thể nhìn được, chẳng hạn như tóc, lỗ tai, môi, mũi, mắt. Răng Đức Phật rất đẹp, nhưng mà đâu có tạc tượng Phật nào nhăn răng đâu. Răng không thấy, không làm được, cho nên đành chịu. Chứ còn trong 32 tướng tốt của Đức Phật, Đức Phật có cái tướng tốt là răng đều khít, mà tổng cộng 40 cái răng. Bữa nào mình đặt làm tượng Phật 40 răng hả? Tóc của Đức Phật á là xoắn về bên phải. Bây giờ mình làm tượng Phật, tóc là cái trên đầu mình làm được. Rồi trong đó mới nói là Đức Phật có cái đỉnh, cờ cái nhục kế. Nhưng mà nhục kế nghĩa là cái đỉnh thôi, nhưng bây giờ nếu mình làm mình đâu có thấy được, cho nên làm nhô nhô lên. Cái mình tưởng đâu là Đức Phật thuộc về phim kiếm hiệp, có một cục tóc ở trên. Ai cũng tưởng cục đó cục tóc đó, mà thật ra cục thịt, thịt trên đỉnh đầu, kêu là nhục kế. Nhục là thịt, kế là cái đinh đỉnh giữa nè, và cái chỗ này nè còn được gọi là vô kiến đảnh tướng. Vô kiến là không thể thấy, đảnh tướng là cái tướng đỉnh đầu của Phật, mình không thể thấy. Muốn thấy phải leo lên trên mới nhìn xuống thấy, còn đứng ở dưới này sao thấy, cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Trong kinh diễn tả Đức Phật: diện như mãn nguyệt mục như liên, mặt tròn như mặt trăng, mắt long lanh như sen. Ở bên Tích Lan người ta có một cái loại đá ngọc đẹp lắm, người ta tạc tượng Phật, ta hay để cái đá đó vô trong mắt của Phật đó. Cho nên khi mình đến mình quỳ với Phật, giống như mắt Phật trong long lanh vậy đó. Cho sắc lực là cái hình tướng bên ngoài, nó vẫn là một cái năng lực làm cho người khác khởi tâm. Thí dụ quý vị ngồi thiền cho đẹp, ta nhìn vô nó nói trời. Thường thường mình mà ngồi đẹp thế nào cũng được chụp hình, cho nên ngồi thiền á là một hình thức chỉnh sửa sắc đẹp thiên nhiên. Tại vì quý vị để ý nè, khi mình ngồi thẳng nè, mắt mình nhìn xuống nè, chứ đâu có ai ngồi thiền ngồi thiền là mắt phải nhìn xuống, miệng mình khép lại mỉm cười, mỉm thôi. Cho nên khi mình ngồi thiền là tự nhiên một thời gian sau là cái thân tướng mình đẹp, tại vì mình chỉnh, mình chỉnh tướng. Có một hôm ngồi thiền, khi mà chia sẻ với đại chúng, thì trong khi chia sẻ với cái cách ngồi thì Pháp Hòa phát hiện ra cái điều đó. Thì ra ngồi thiền là một hình thức sửa tướng. Đâu có ai ngồi thiền mà ngồi vậy đâu, phải không? Ngồi thiền phải ngồi cho thẳng lên. Ngồi thẳng là đẹp. Mắt nhìn xuống đẹp. Miệng miễn cười đẹp. Tai mình để yên đẹp. Ngồi trên ghế nhìn cũng đẹp. Tại vì ngồi ghế là phải rời khỏi cái lưng cách ra cái thành ghế, để hai bàn chân bằng phẳng trên mặt đất, để cái tay lên. Quý vị có thấy Đức Phật ngồi kiểu vậy chưa? Người Tây Tạng tạc tượng Phật Di Lặc ngồi ngang vậy nè. Còn mình mà ngồi dương cái là nó như vậy nè. Còn mình thẳng lưng. Cho nên ngồi đó, mà người ta nhìn cái cách mình ngồi nó đẹp. Có một hôm Pháp Hòa lên chánh điện, thấy đại chúng ngồi thiền đẹp quá. Pháp Hòa mới nảy cái ý làm cái bài hát đó. Sáng nay lên chánh điện, mong gặp tăng thân, dáng tĩnh tu, ngồi tĩnh tọa, mỉm cười tươi, mỉm cười vui, dáng rất tươi. Tại vì mình nhìn mọi người ai cũng ngồi đẹp hết. Bây giờ thưa đại chúng, chỉ có khi nào mình ngồi thiền, mình ngồi trì kinh, tướng ngồi giống nhau đẹp hết. Còn bây giờ nếu mình mở cái tivi ra đây ngồi là mỗi người mỗi tướng, phải không? Còn mình mở, mình đại chúng ngồi tụng kinh, ngồi thiền thì mọi người không có giống nhau 100%, cũng 50, 60, 70, nhưng mà căn bản vẫn là ngồi xếp bằng, lưng thẳng, thả lỏng. Hồi nhỏ ở dưới quê mình, nhà nào mà trong xóm chừng có được 1-2 người có cái tivi thôi. Mà hễ mà tới cái giờ cải lương mà bật lên một cái là thôi cả xóm xách mền chạy qua cái nhà hàng xóm coi ké. Chừng nửa tuần cải lương là thấy mỗi đứa mỗi tướng hết. Sắc lực. Bên cạnh sắc lực có cái thân lực. Đây, hồi nãy Pháp Hòa muốn nói với đại chúng, thân lực là gì? Là mình phải có một cái thân thể tương đối. Cái đó gọi là thân lực. Sắc lực là bên ngoài thôi, thân lực là cái sức khỏe của mình. Cho nên mình thọ cái giới thứ 5 đó, là không ăn uống những gì có thể làm cho thân mình bị bệnh, như độc tố. Thứ 12 là tài lực. Tài lực là gì? Khả năng bố thí. Thí dụ mình đi làm có tiền, mình làm ăn phát triển tốt, có tiền để mình làm việc phước, đó mình biết là có, đó cũng là một cái khả năng của mình, cái lực của mình. Cái 14, cái 13 gọi là tâm lực. Bồ Tát biết rõ ý muốn của chúng sinh, có năng lực thuận theo tâm của mỗi chúng sinh mà giáo hóa. Mình biết trong đại chúng có những cái nhu cầu gì, mình tùy thuận. Giống như mấy ngày nay Pháp Hòa nhắc quý vị trong ban nhà bếp á, mua gừng, xả, nấu nước để cho ai mà cảm lạnh á, hoặc là mình uống xả lạnh mỗi buổi sáng. Đó là gì? Đó là mình hiểu được cái hoàn cảnh và cái năng lực của mọi người. Cho nên mình có được cái tâm lực là mình biết được cái tâm của người đó. Giống như hôm trước Hòa kể cái vị mà cái bà cụ mà ngồi thiền mà các thầy suy nghĩ gì bà biết hết trơn. Bà đó là người tu thiền mà có chứng đắc. Các thầy thèm ăn, mai bà đem cho ăn. Mấy thầy nó chết mồ rồi, mai là mình mới thèm ăn đó. Mình thèm gì tầm bậy bà. Bà biết là chết. Cho nên nhiếp tâm, không ai dám nghĩ bậy gì hết trơn. Cái 14 là thần túc. Theo cái nghĩa của chữ thần túc á, là mình có cái năng lực gọi là biến hóa. Nhưng mà thần túc ở đây mình có thể hiểu là gì? Là sự đi lại không có khó khăn. Bây giờ Pháp Hòa thấy mình thật sự là mình có thần túc. Sáng mình ở bên Mỹ, chiều mình ở bên này rồi. Có phải không? Đó là thần túc. Thật sự ra bây giờ cái phương tiện, giống như quý vị thấy mình ngồi đây mình nói chuyện đây, nhưng mà cả thế giới giờ cũng ai ta vô là ta đã theo dõi được rồi. Cái thứ 15 là gì? Là hoằng pháp lực. Cái này dễ hiểu rồi phải không? Hoằng pháp là gì? Khả năng làm đạo, truyền bá Phật pháp. Chữ hoằng là gì? Chữ hoằng là làm cho nó rộng ra. Hoằng pháp là vậy đó, làm cho giáo pháp rộng ra, làm cho người ta hiểu được Phật pháp, đó là hoằng pháp. Mà hễ có hoằng pháp là sẽ có lợi sinh. Cho nên cái câu thường nói chung là hoằng pháp lợi sinh, làm lợi cho mọi chúng sinh bằng cái con đường chuyển tải giáo pháp. Và đó là cái tâm nguyện của mình. Bây giờ lớn lên mình suy nghĩ lại thì mình thấy cái tâm của mình hồi nhỏ là đã vậy. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa tụng kinh ở trong nhà vậy nè, mà Pháp Hòa để ý hàng xóm Pháp Hòa mà ai tới ngồi chơi á, là Pháp Hòa sẽ lựa mấy bài kinh gì mà cho thiệt là tha thiết, cho thiệt là thống thiết, tụng lớn lên. Mà trong lòng suy nghĩ làm sao cho họ nghe. Cho nên hồi nhỏ Hòa thích tụng cái bài đi tụng đám tang á. Ngày nào ở nhà Pháp Hòa cũng tụng bài đó. Mà hàng xóm nói trời ơi cái bài này tụng đám tang, mà ở dưới miền Tây thì kêu đám ma. Mà không có sợ, ngày nào cũng tụng hết. Tại Pháp Hòa thích mấy lời trong đó. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn máy tạo chuyển xoay, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Rồi vân vân ha. Rồi cái trong đó là hồi nào mền nệm gối giường, bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng. Hễ mà hàng xóm mà tới ngồi trước cửa là tụng mấy bài đó. Tại vì trong lòng mình nghĩ làm sao người ta nghe, người ta hiểu để người ta tu. Hồi nhỏ mà nghĩ vậy đó. Nhưng mà không có nghĩ cái đó là hoằng pháp gì hết trơn á. Nhưng mà trong lòng thích vậy. Cho nên đi tụng đám tang, tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng cái gì mà cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta thấm, dù một câu một chữ. Có nhiều khi á, mình nói rỉ rả cả ngày mà ta không thấm, chỉ có một câu mà ta bừng tỉnh sao. Cái đó gọi là ngộ nhất thời. Nhưng mà tu phải nhất kiếp. Hết kiếp này mà tu, nhưng mà cái giây phút mình tỉnh ngộ, dù nhiều khi chỉ một câu một chữ thôi. Cho nên cái hoằng pháp lực á, không phải chỉ quý thầy mà mình cũng có. Có nhiều khi nhiều Phật tử mà người ta nói nhiều câu nghe thấm thiết lắm á. Tại sao? Tại các vị đó có tư duy, có quán chiếu. Thí dụ như người ta nói xài sang, sang nó mau sợp, xài sợp mau xẹp. Trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng, trong chữ vững vẫn có dấu ngã. Mặc dù nó là chữ vững, nhưng mà chữ vững có dấu ngã. Vậy thì trong vững vẫn có ngã, trong nhẹ vẫn có nặng, đúng không? Chứ mình nghe như vậy là chiếu nhiều khi có một câu vậy thôi là mình thấm. Có nhiều khi mình nói trời ơi tôi hên lắm nha, tôi mới lượm được 50. Mà mình đâu có biết cái hên của mình là cái xui của người ta. Rồi cái bà kia bà vô cũng lúc luôn, bà mới vừa khoe với ông thầy lượm được 50. 5 phút sau trời ơi thầy ơi đi chùa xui quá mất 50. Không lẽ mình giơ tay mình nói tôi biết bà đó là ai. Thì rốt cuộc á, bà mà phải trả lại tiền á, ông thầy nhiều chuyện. Có một cô Phật tử mới vừa gặp Pháp Hòa mấy bữa trước. Cô nói mình biết là cô có tư duy. Cô nói con làm ăn thành công lắm, nhưng mà nhiều khi con nghĩ cái đó không phải là cái hay giỏi gì của mình. Nhưng mà cái thành công của mình thì cũng phải có người nào đó thất bại. Cho nên cái thành công của mình làm bằng từ cái thất bại của người khác. Cho nên cái đó là mình biết rằng mình cũng có cái nợ đó. Cho nên mình làm có của, mình phải bố thí, mình phải cúng dường, mình phải làm phước. Tại vì mình có nợ người ta. Cô Pháp Hòa ngồi nói chuyện với cổ, mà cổ nói vậy, Pháp Hòa thấy cô này có tư duy. Mà nhờ cổ có tư duy vậy mình mới được hưởng. Những người nghèo được hưởng. Cho Pháp Hòa mới nói với quý bác, bác nào ở nước Mỹ, nước Canada, nước Đức, nước Úc gì, bác nào cũng được chính phủ nuôi hết. Cho nên tiền của chính phủ nuôi mình á, về già đó là tiền người ta đóng thuế. Cho nên mình có đem ra mình cúng dường, mình bố thí, cái đó cũng là nên. Tại vì có phước đừng có hưởng hết. Hữu phước bất khả hưởng tận sanh bần cùng. Cho nên á, cái vị Phật tử đó nói mà Pháp Hòa thấy có tư duy. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đi, mình đi đấu giá một miếng đất đi, mình làm nghề bất động sản, đấu giá một miếng đất mình thắng thì có người phải thua. Và thậm chí xin lỗi, người ta nghèo quá, người ta phải bán cái miếng đất đó, người ta mất cái miếng đất mà của tổ tiên của người ta, để mình gọi là cái miếng đất này màu mỡ của mình. Ít nhiều người ta cũng có cái đau lòng, phải không? Thành thử ra mình nhớ như vậy để làm chi biết không? Lúc nào sống cũng phải nhớ ơn. Cho nên ăn chay có sát sinh không? Có. Cái cây cỏ, cái rau người ta đang sống lại chặt cái phụp ăn nữa. Bất quá nó không là cái ép như con gà thôi. Kiểu cuộc sống này cuộc sống tương đối, mình không thể tuyệt đối được. Nhưng mà so ra giữa cọng rau với con gà thì thôi mình chọn có lỗi với cọng rau, chứ không thể tuyệt đối được. Vậy cho nên mình ăn cọng rau để nuôi thân, để mình sống, mình tu, mình làm nhiều việc thiện. Cho nên trong Kinh Pháp Cú mới có câu á, như nhiều tràng hoa kết lại thành một vòng hoa. Cũng vậy, nơi cái thân sanh tử này có thể làm được nhiều thiện sự. Cho quý vị mà hiến tạng cho thân thể mình, cho khoa học, đừng có lo mình không vãng sanh. Mãn nguyện rồi. Thay vì cái thân này bỏ nó không xài, mà cuối cùng xã khoa học người ta xài được, đó là phước chứ gì đâu sợ. Cái tinh thần của mình bình thường, mình đã ngã về Phật thì bỏ cái xác này, tâm thức mình về đó. Cái này không sao hết, muốn sử dụng sao sử dụng, thiêu cũng được, chôn cũng được. Ở bên Tây Tạng á, có những cái vùng á, người ta chặt cái thân ra từng khúc là bỏ cho chim ăn. Tại sao? Để nguyên cái body nó ăn không được. Từ bi đến mức độ cắt nó ra nhỏ nhỏ cho chim rỉa cho dễ. Hồi đó Pháp Hòa đọc á, thái tử mà có một kiếp á, Đức Phật của mình á, làm một cái người hiến thân cho cọp. Mà con cọp nó tới nó vồ rồi, mà nó hết sức rồi, nó tới thân của Ngài, nó không vồ được tới nữa. Cuối cùng Ngài chích máu để cho máu chảy tới cái con cọp, để cho con cọp nó liếm cái máu đó mà nó tỉnh dậy. Đó là mình nói tới cái hình ảnh là cái bố thí ba la mật đó. Pháp Hòa biết có những vị đi làm từ thiện, trong tay có chai dầu để sức nha, mà bước lên xe mà trở về cái trụ xứ của mình là mình biết rằng chai dầu này mình có thể mua ở chỗ của mình, không cần nữa, lấy chai dầu cuối cùng còn trong túi mình để mình xài, để lại cho cái người đó luôn. Tại mình biết người, mặc dù cái chai mình xài gian dở, nhưng mà đối với người ta nó quý lắm. Ba la mật. Thánh Gandhi, ông bước lên xe lửa mà rớt chiếc dép, xe lửa nó chạy rồi, ông lột chiếc dép thứ nhì, ông giục trở lại. Người ta nói hỏi, ủa, ông này có bình thường không? Ông nói, dạ tôi rất bình thường. Hỏi tại sao ông làm vậy? Bây giờ tôi hỏi mấy ông chứ, tôi làm rớt một chiếc dép, người ta lụm được có một chiếc, người ta xài cái gì? Rồi tôi giữ đây một chiếc, tôi cũng xài được cái gì? Thôi lột giục luôn cho người ta lụm nguyên đôi, người ta xài. Chỉ có thánh mới nghĩ được vậy thôi. Còn mình, trời ơi trời, đôi giày mới mua. Có câu chuyện vui. Có một Phật tử đi chùa ra thấy mất đôi giày. Trời ơi là trời, đi chùa rồi bà còn tham. Xong suy nghĩ tiếp, hồi thầy mới giảng rồi, từ bi hỷ xả, nghĩ vậy cho nên con mỉm cười hoan hỷ xỏ đôi của người khác về. Mỉm cười xỏ đôi dép của người khác về một cách ngọt ngào. Năng lực cuối cùng là năng lực hàng ma. Hàng là hàng phục. Ma có 2 loại, 4 loại, nhiều loại. Bây giờ mình nói một cái ma đơn giản thôi là ma phiền não. Cho nên mình cũng có một ấn hàng ma. Ấn hàng ma, quý vị thấy Phật ngồi không? Để tay phải lên tay trái. Đó là ấn hàng ma đó. Ma đây là gì? Nghĩ lung tung hết. Cái tay này mà đang lại là tự nhiên nó biểu lộ cái tướng của thiền định. Ấn là gì? Ấn là một cái signal, một cái biểu lộ của tâm. Nãy giờ Pháp Hòa nói chuyện và quơ tùm lum hết trơn. Tại vì cái tâm mình, thí dụ nói tôi nghĩ vậy phải chỉ ấn nè. Quý vị thấy Đức Phật Di Đà đưa tay vậy không? Cái đó gọi là ấn tiếp dẫn. Ấn tiếp dẫn. Qua bên trai đường Đức Phật bắt ấn như này, ấn ban phước. Còn mình đưa vậy, everything okay. Tại vì cái tâm của mình lấy một cái signal, cái tay của mình để biểu lộ. Thường thường nói gì đưa tay lên thì tự nhiên nó có một cái năng lực. Và nó làm cho cái câu nói của mình nó trọn vẹn hơn, theo cái mình nghĩ. Hồi nãy quy y xong có một Phật tử lên, thầy cho con bắt tay thầy một cái. Bắt xong rồi nghe nè, ấn bắt tay. Xong rồi cái vị đạo hữu đó mới để tay trên, vuốt vuốt, ấn vuốt ve. Ngày hôm qua có một cô, thầy nhéo con gái của thầy. Biết chi không? Tại con không nghĩ là con được tới với khóa tu. Mà bây giờ con được tới khóa tu, con nghĩ là con đang nằm mơ. Giờ con muốn biết con có thiệt thầy nhéo con gái của đạo. Mà tại lúc đó mình thương quá, mình không dám nhéo. Thưa đại chúng, thật ra ấn không có phải gì gọi là mê tín hết. Nhưng mà nó chỉ là một cái biểu lộ thôi. Nó là một cái biểu lộ của tâm mà. Đại chúng nghĩ có phải không? Mình tới ngồi gần ai, vỗ vai nói chuyện, bắt tay, vuốt đầu, tất cả cái đó là một biểu lộ của cái tâm mình hết. Người Mỹ, người ta gặp nhau, người ta ôm. Nhờ chị vậy cho nên quý thầy mới nhắc đó. Khi mình ôm, nhớ người này đang sống đây với mình. Tức là không phải là mình lợi dụng, nhưng mà mình ý thức. Thay vì mình ôm rất máy móc, thì bây giờ mình ôm mà mình có trách nhiệm. Thí dụ Pháp Hòa ôm Chúa Trung Chánh đó, là Pháp Hòa ý thức rất rõ. Bữa nay cái chú tiểu mà ngày xưa còn nhỏ ham tu, bữa nay đã lớn rồi, 21 tuổi rồi. Thầy Tịnh Tạng, thầy Đức Tạng 30 tuổi trở lên hết rồi. Gặp Pháp Hòa vẫn đặt ấn trên đầu. Có nhiều bữa mấy thầy cực quá, đi về chào Pháp Hòa ngoắt lại, dỗ dài, mệt không con? Thôi ráng phụng sự. Một cái lời nói đó, nó thật ra là mình quan tâm. Mình thấy con mình về, đệ tử mình về sau một ngày mệt nhọc, và mình gửi một cái lời hỏi thăm. Mình ở đây mình tu vậy chứ sư cô Thanh Hương ở chùa cũng phải làm dữ lắm. Trời, Pháp Hòa cũng gọi thì hỏi cô có khỏe không? Đó cũng là một cái ấn. Vì cái ấn của mình là mình không gặp được, thì mình bắt cái phone lên mình chọt 7 ấn. 10 số, thì lập tức nó truyền cái năng lực đó tới người đó liền. Mình có nhất dương chỉ mà, mình chỉ 10 số là tự nhiên mình với người đó connect. Vừa rồi có một hòa thượng, Ngài kể chuyện vui thôi. Ngài mới nói, tôi đi qua Mỹ, tôi học thiền ôm. Bữa đó tôi gặp một sư bà. Tôi nói, sư bà ơi, cho tôi ôm. Tôi đi tới, sư bà đi lui. Tôi lui, sư bà đi tới. Cuối cùng, tôi nhào tới, sư bà nói, tôi lại thầy. Ngài giỡn thôi. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 16 cái năng lực để nó biểu lộ sự... Không phải là mình tu mà mình cần show up, không phải mình tu mà mình khoe khoang. Nhưng mà tất cả cái gì nếu chúng ta có thật tâm hành trì, cái đó nó sẽ lộ, nó sẽ biểu lộ ra bằng một cái năng lực. Quý vị thật tình, Pháp Hòa rất là phục đại chúng là quý vị không có lý do gì phải đi tới đây mà ở như thế này, tu tập như thế này, không có lý do. Nếu quý vị không có chí lực, không có tâm lực, không có ý lực, không làm được. Trời, đi 3-4 chuyến máy bay chứ đâu phải ít đâu. Rồi đâu phải là vé free đâu, cái gì cũng phải. Tại sao quý vị làm được? Pháp Hòa không nói ra thôi, nhưng mà thật sự trong tâm Pháp Hòa rất phục đại chúng. Mình chỉ ngồi chỗ phụng sự thôi, còn các vị phải đi rất là xa đến. Cho nên Pháp Hòa rất là cảm ơn đại chúng. Tại Pháp Hòa chứ quý thầy ở đây đề xướng khóa tu, mà quý vị đến hưởng ứng khóa tu. Mình nuôi dưỡng nhau. Hoằng pháp lực. Cho nên đó, nội tâm của mình mà có, nó tỏ ra được cái đó. Tâm ư trung, xuất hình ư ngoại là vậy. Cho nên mong đại chúng nuôi dưỡng cái năng lực này, và chính cái nội tâm này, đó là đạo lực của chính mình. Tất cả những cái nãy giờ qua nói đó, nó không ngoài một tiếng chung là đạo lực. Có tâm, có chí, có tàm, có cường, có tấn, vân vân. Tất cả những cái đó nó tạo nên một con người tu đầy năng lực. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng khỏe. Mình cẩn thận là ma mà Đức Phật muốn nói đó là những cái phiền não lặt vặt trong cuộc sống của mình. Cho nên phải làm sao mình có cái năng lực hàng phục nó, đừng để nó sinh khởi. Và cái ma lực, và mình có khả năng hàng ma lực. Cho nên Đức Phật á, ngồi thiền để cái tay vậy nè. Và cái ấn đó được gọi là ấn hàng ma. Tức là khi mình ngồi để cái tay này là biết đang ở trong định. Mình bước vô chánh điện, mình thấy cái người đó ngồi vậy, đừng có nói lớn, người ta đang ngồi thiền. Cái tay mình để như vậy tự nhiên nó biểu lộ lên cái định tĩnh của mình. Cho nên đại chúng ngồi thẳng lưng, vai thả lỏng, mỉm cười, để tay trước này nè, ta bước vô. Ta thấy được cái năng lực của mình. Và ai có đi tới đi lui có làm gì mình vẫn bình an vậy. Đừng có dòm ngó, đừng có chỉ cho ngồi đây nè, ngồi đây, ngồi đây. Không, mình cứ định tĩnh của mình. Mà nếu mà cái người kia đó mà mình còn chỉ trỏ là mình biết là mình bị cái lực kia nó lôi. Nãy giờ mình đang định mà. Oh, trời, ta tưởng mình định quá trời. Người đó mới vừa xuất hiện, ngồi đây, ngồi đây. Là mình bị mất lực rồi. Chúc đại chúng an lạc, ngủ ngon. Rồi bây giờ đại chúng ta hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng nên.